Hello, chào tất cả các anh em. Chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một số những chai nước hoa mà mình không hiểu là có thể là do cái số phận hẩm hiu hoặc là do cái ngày ra mắt thị trường hãng không xem ngày, không chọn ngày cho nên là nó khá là ít được nhắc đến ở thị trường Việt Nam. Đó, mình không biết là thị trường nước ngoài như nào, chúng ta không quan tâm. Nhưng ở Việt Nam thì nói chung là mình thấy rằng là hơi ít được nhắc đến. Thì đấy là cái chủ đề trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm subscribe và bấm vào cái nút chuông để chúng ta còn giữ liên lạc với nhau còn nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề chính trong video ngày hôm nay. Một số chai nước hoa mà mình nghĩ rằng nó xứng đáng được biết đến nhiều hơn so với hiện tại. Ok, lên đường. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Clinique và nó có tên là Clinique Happy for Men. Đây là một mùi hương chắc chắn là best choice, một trong những best choice cho tuổi teen. Đó, cho các anh em nào tầm bắt đầu từ 18 đến 21, 22 và chúng ta thích một cái mùi hương nó sạch sẽ, nó trẻ trung, nó vẫn rất là nam tính và nó năng động. Và cái quan trọng nhất là nó hợp với cái lứa tuổi teen. Thì Clinique Happy for Men bên cạnh những một số sản phẩm của CK, bên cạnh một số sản phẩm của Versace thì Happy for Men là một cái mùi hương như thế với sự kết hợp của Neroli. Nếu như mình nhớ không nhầm là xạ. Thế nhưng mà nó là một cái mùi hương của Shopee rất là sạch sẽ, rất thích hợp với các anh em nào trẻ tuổi, thanh niên. Tuy nhiên thì vì một cái lý do nào đấy mình không biết, thì mình thấy là cũng khá là lâu rồi chai nước hoa này không được nhắc đến. Một cái sự nói chung là mình thấy khá đáng tiếc. Bởi vì nước hoa cho thanh niên ấy, thì thực tế mà nói thì cũng không phải có quá nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên đây là một cái mùi hương rất là ok, rất là thơm tho thì lại không được nhiều anh em để ý đến. Đấy là một cái điều mình cảm thấy cũng khá là hơi đáng tiếc một chút. Do vậy, Clinique Happy for Men là chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nhắc đến. Đó. Chai nước hoa thứ hai đó là Bulgari Oud Neroli. Nhắc đến dòng nước hoa Bulgari hiện tại, ví dụ như là mùa hè chúng ta thường hay nhớ đến ngay là cái line Bulgari Pure Homme rất là nổi tiếng. Đó, dòng hương mua nước hoa mùa hè. Còn với Oud Neroli thì thực sự là chúng ta không nhiều người biết đến. Thông thường thì với cái Neroli, khi mà chúng ta pha mùi kết hợp với xạ chẳng hạn, thì nó tạo nên một cái tông mùi rất là soapy, rất là xà bông, rất là sạch sẽ. Mà ở đây chúng ta có thể thấy ví dụ như là Tom Ford Neroli Portofino hoặc là Thierry Mugler Cologne vân vân. Những cái chai nước hoa đấy thì nó có một cái thiên hướng đó là mùi của soapy, rất là sạch sẽ. Còn ở chai nước hoa này, Oud Neroli, thì nó lại là sự kết hợp giữa hoa Neroli và gỗ. Và nói chung tạo nên một cái tông mùi rất là ok. Một trong những chai nước hoa, mình nghĩ rằng là một trong những chai nước hoa designer sử dụng rất là tốt nốt hương Neroli. Tuy nhiên, nó có vẻ là không được nhiều người chú ý đến. Đó, không được nhiều người chú ý đến và khá đáng tiếc với một cái tông mùi... nói chung là rất là ok so với cái mức giá mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu, và với một cái tông mùi cũng rất xứng đáng. Tuy nhiên điều đáng tiếc là nó không được được các anh em có vẻ sủng ái cho lắm. Đó, thì Bulgari Oud Neroli là chai nước hoa thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây. Chai nước hoa thứ ba đó là Dizzy Only the Brave. Ngoại hình của chai nước hoa này thì mình khá là thích với một cái cú đấm. Đó, một cái cú đấm. Và mùi hương của chai nước hoa này, khi mà chúng ta ngửi xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ thấy đâu đó ở đây của Chanel Alu Homme Sport, ở đâu đó ở đây của YSLY EDP. Có nghĩa rằng đây là một cái mùi hương dễ nịnh mũi, dễ dùng, đa dụng và dễ nhận được những lời khen. Nó không phải là một mùi hương quá là đặc biệt, thế nhưng đổi lại nó là một cái mùi hương rất là dễ dùng và dễ nhận được những lời khen. Tuy nhiên nó lại không được nhiều người chú ý đến so với YSLY, EDP, so với Dior Sauvage, so với Chanel Alu Homme Sport. Đấy là một cái điều khá đáng tiếc cho một cái mùi hương mà thơm, dễ được nhận được những lời khen, dễ dùng. Đó, mùi cũng rất là hòa đồng, đi đến đâu cũng chắc là mọi người, ai cũng yêu, ai cũng quý. Tuy nhiên thì thực sự là mình không thấy là quá nhiều người nhắc đến chai nước hoa này, Dizzy Only the Brave. Mà đấy là một cái số phận hẩm hiu của chai nước hoa này. Do vậy thì nếu như anh em nào mà có dịp thì chúng ta hãy thử mùi chai nước hoa này xem. Mình nghĩ rằng là nó
nó là một trong những cái tiêu chí phù hợp cho các anh em nào mà kinh phí không có quá nhiều và chúng ta thích một cái mùi hương đa dụng, dễ dùng, nhận được những lời khen bla 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 bla. Thì DJ Only The Brave là một trong những chai nước hoa như thế. Ok, chai nước hoa thứ 3. Chai nước hoa thứ 4 đó là một sản phẩm của thương hiệu Sand Story và nó có tên là 24 Elixir Neroli. Đối với mình đây chắc chắn là một giống như kiểu là hidden gem, một viên ngọc bị phủ lấp bởi rất rất nhiều những sản phẩm trên thị trường. Khi mà lần đầu tiên mình ngửi chai nước hoa này, mình đã tại sao một chai nước hoa rất là ngon như thế này mà lại không được nhiều người biết đến, với sự kết hợp của bạc hà này, của gừng và một chút chanh tây tạo nên một cái tông mùi. Nó phải nói thật là chai nước hoa này cũng khá là ít bị đụng hàng. Mình với cái quỹ mùi của mình thì mình cũng chưa thấy chai nước hoa nào có nét tương đồng với chai nước hoa này. Ngửi rất là thoải mái. Đây là một mình không hiểu tại sao một chai nước hoa mà khá là định mũ như chai nước hoa này, tuy nhiên thực sự là mình thấy không được quá là phổ biến ở trên thị trường, rất là đáng tiếc. Do vậy nếu như các anh em nào, nếu mà có dịp thì chúng ta hãy nên thử mùi hương của chai nước hoa này, 24 Elixir Neroli. Một mùi hương với mình thì thơm, phải nói rất là thơm. Ok, chai nước hoa thứ 4. Chai nước hoa thứ 5 đó là Roberto Cavalli Uomo. Có lẽ là do cái thương hiệu này nó không quá là nổi bật ở Việt Nam, cho nên một cái tông mùi rất thích hợp sử dụng cho mùa lạnh thu đông, với sự kết hợp của mật ong, của hoa violet và một chút đậu tonka mix lên tạo nên một cái tông mùi một chút phấn, một chút ngọt, và nó tạo nên Roberto Cavalli Uomo. Đó, một chút gì đó sexy, một chút gì đó cũng một chút sự cổ điển và một chút sexy, nói chung là nó rất 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 nhiều những cái style. Tuy nhiên thì có nghĩa là mình nghĩ là do cái thương hiệu này nó không phải là quá là được nổi bật trên thị trường Việt Nam, cho nên là không nhiều người biết đến chai nước hoa này. Và bây giờ thì hè cũng đã đến rồi, cho nên nếu như mà anh em nào tầm 6-7 tháng nữa và chúng ta bắt đầu công cuộc đi tìm mùi hương trong mùa lạnh thì các anh em hãy thử nhớ Roberto Cavalli Uomo. Chúng ta hãy thử nhớ thử một lần xem nó ra làm sao. Ok, đó, không biết là chai nước hoa thứ 5 hay chai nước hoa thứ 6 rồi, chả nhớ nữa. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là một trong cái bộ Dior Privé và nó có tên là Boss Dajan. So với rất là nhiều những sản phẩm niche hiện nay đang rất là nhiều trên thị trường, ví dụ như Groja, MFK, Zulugis, vân 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 vân, mây, thì một cái mùi hương kết hợp giữa mật ong, tông gỗ rất là mượt mà, nhẹ nhàng và thú vị. Như là Boss Dajan thì chai nước hoa này lại không được, mình nghĩ rằng không được nhiều anh em biết đến. Một cái điều rất là đáng tiếc, mình không hiểu do, có thể là do cái size của nó khá là lỡ cỡ. Ví dụ size như mình nhớ thì có 75ml và một size là size 250ml, mình không nhớ lắm. Nhưng mà nào, một cái điều đáng tiếc, đây là một chai nước hoa tông gỗ. Phải nói thật là trong hiện nay đang rất là nhiều những cái sản phẩm gắn mark niche đó, với một cái mức giá cao vời vợi và một cái mùi hương vô cùng xàm xí. Thì đây là một chai nước hoa mà mình đánh giá rằng mặc dù nó là trong cái line của Dior Privé, một line cao cấp của Dior, thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa rất xứng đáng với giá tiền mà chúng bỏ ra để sở hữu. Tuy nhiên vì một cái lý do nào đấy thì nó không được nhiều người chú ý đến, và đấy là một cái điều mình cảm thấy khá đáng tiếc. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số trong hàng nghìn, trong hàng chục nghìn những chai nước hoa đang bị có thể là do rất là nhiều những nguyên nhân mà không được mọi người chuộng, một cái điều khá là đáng tiếc. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.